mistake and improve their productivity in work. Nào, từ từ để ý vào phần ending sound. Ending sound ở đây có phần từ là từ improve, đúng không ạ? Minimize. Đuôi. Minimize mistakes and improve the productivity in work. Good. For example, before a representation, I usually do some research about problems and practice many times before represent before many people. Now, câu đấy cô nghĩ là em đang sử dụng sai từ, nó phải là từ presentation chứ không phải là representation. Cái từ representation này nó là cái sự đại diện mà. Ở đây là trước một bài phát biểu hoặc là thuyết trình đúng không? No. Okay, cái từ đây là presentation. No. Before presentation. Không phải presentation, từ đây là presentation. Presentation. Good. I usually do some research about the problem and practice many times so that I can gain the good result at the end. However, I do think that I am a sensitive person. With this personality, I am easily affected by what other people say, and sometimes it makes my spirit become bad. Spirit là gì? Spirit, đúng không? Tinh thần, đúng không? My spirit, okay? Spirit become bad. I know it may be just because I think too much, and what other people don't mean to make me sad, but just because I think too much, so sometimes I feel bad and exhausted. But at present, I do think that I have to change, and I try to change this aspect of my personality so that I can develop myself better. Okay, at present, not present. At present. Present. Bởi vì cái từ present này nó là danh từ và chủ ngữ ấy. Danh từ ở đây thì em sử dụng chủ trọng âm thứ nhất nhé. Chứ không là present là động từ đâu. Ok. That's all? That's all.